Chào các bạn nhé. Mình vừa đi mua mấy chiếc xô này về để chuẩn bị trồng cho mấy con chim của mình ít cây xanh. Thì mình cứ kiếm những cái cây vớ vẩn ở ngoài vẽ đường, vẽ đê thôi. Đây là cái đất mình chuẩn bị trồng cho nó. Thôi cái việc đó mình để sau đi. Mình chuẩn bị cái ăn cho con rùa. Mình vừa đi mua cho nó ít cà chua này mọi người này. Mình hỏi người ta ấy, người ta bán rùa cho mình nhưng người ta bảo là nó thích ăn cà chua. Thì đâm ra mình mua cà chua về cho nó. Còn cái con cá sấu này của mình này. Con cá sấu này của mình nó ăn khỏe cực kỳ luôn các bạn ơi. Lúc nào bụng nó cũng tròn xoe luôn. Mình vừa để ra đây phơi nắng thì chắc bố mình lại sợ nó nóng nên bố mình lại mang vào trong đây. Chiều nay hoặc là mai thì mình mới lại xây cho nó cái bể được mọi người nhé. Đây, mẹ mình với bố mình chiều nó lắm. Cứ cho nó ăn cá rồi này, ăn tôm này. Mọi người có thể nhìn thấy này, đây là những cái con tôm này. Cái con tôm này là mẹ mình sáng nay là xin chỗ cậu Hưng mình này. Cậu Hưng mà bố của thằng Nhân đấy. Xin được cậu đánh ở sông mà. Cả cái con này này, con này là cái con tù bà, ở mình gọi là con tù bà nhỉ. Đây, nó ăn khỏe lắm. Từ sáng giờ ăn hết mấy con tôm, mấy con cá rồi. Bụng nó tròn xoe kìa. Bụng hắn tròn xoe. Ngoan lắm, nói chung là nó cũng không dữ như là mình tưởng tượng đâu. Nói chung là mình thấy nó bình thường thôi đây. Đấy. Ăn no à, bụng cứ cóc kìa. Con này ăn khỏe cực kỳ luôn. Mình để cho nó chơi ở đây, mình cho nó phơi nắng ở đây. Nhưng chắc bố mình sợ nó nắng quá, bố mình nhấc vào trong này. Mình cứ để nó đây đi, một nửa nắng một nửa không kệ lắm. Còn đây con rùa của mình thả dưới này không biết nó chảy đâu rồi. Quỳnh ơi, Quỳnh, con có thấy con rùa ở bố đâu? Ở trong nhà tắm. Hôm qua mình thả nó ở chỗ kia thì chắc nó bò vào đây. Trong này nhà mình hơi tối điện một chút. Kìa, hắn nằm ở tít trong góc này. Đây. Ôi tối quá. Nhấc ra ngoài này. Cho thằng này cho sáng. Đây. Ôi giời. Hôm qua mẹ mình cho nó ăn cơm. Mình bảo nó không ăn cơm đâu mẹ. Thế mẹ mình cứ đổ cho nó một bát cơm. Mình bảo chết mẹ đổ như này không mà bằng cho con chó nó ăn. Con chó nó chả ăn hết bát cơm. Mình con rùa mình đổ bát cơm. Mẹ bảo cứ đổ nhiều cho nó nhìn thấy cho nó dễ tìm. Đây mình sẽ thái cà chua cho nó ăn này. Mình thấy người bán cho mình người ta bảo là cái con rùa này là nó thích ăn cà chua. Với lại ở nhà người ta cho nó ăn cà chua đó là nó cũng quen rồi. Thì mình vừa lên chợ mua cho nó mấy quả cà chua. Mua cho nó 3-4 quả, 2.000 một quả các bạn ạ. 2.000 một quả cà chua như này. Đây, để đây cho nó ăn rồi bây giờ mình sẽ lên trên kia mình làm cho mấy con chim mấy cái chậu cây cảnh cho nó đẹp đẹp. Mình cứ để đây chắc là trông nó tự ăn đấy, không sao đâu, cứ để đây. Nó thích thì nó ăn. Mình nô ra dưới này cho nó một mình một đảo dưới này. Cho nó tha hồ nó vùng vẫy. Các bạn bảo là rùa này là rùa núi vàng nó ưa cạn, nó không thích nước. Thì nhưng mà các bạn cũng yên tâm là ở khu vực này nhà mình là nó cũng không có nước đâu. Đây ví dụ như chỗ khu vực chân mình đứng là nó khô này. Đấy, nếu mà nó thích uống nước thì nó có thể đi vòng qua chỗ này. Những cái chỗ giò vòi nước nhà mình nó rỉ này nó cũng rất là nhiều nước để nó uống. Nói chung là chỗ khô có và chỗ ướt cũng có. Nó ở đây là tương đối thoải mái rồi. Mát, mùa hè mát. Đây để mình lên mình làm mấy cái chậu này cho nó. Mình chắc chỉ trồng mấy cây đơn giản thôi. Ví dụ như là đây là cái cây dương sỉ này mọi người này. Ấy sau mình sang mình kiếm thêm 1-2 cây khoai nước nữa mình trồng vào thì mình đặt vào đấy. Chẳng may mà nếu mà nó có chết thì sau mình thay cây khác, không sao cả. Bây giờ mình tiến hành mình sang chậu cho nó. Mình đã làm cho mấy con chim của mình được 4 cái chậu cây tương đối là đẹp, rất chi là đơn giản nhưng mà mình thấy cũng rất chi là đẹp các bạn ạ. Bây giờ mình chỉ việc tưới nước nữa là xong thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành tưới nước và bê vào trong chuồng chim cho mấy con chim cho nó thích nha mọi người nhé. Mấy cây này hy vọng là nó sống. Nó sống tốt, nó không chết. Để xem con gái mình đâu nào. Quỳnh nấu cơm gần xong chưa con? Dạ
Lần sau rồi. Ừ. Ở đấy. À gì nhỉ? Kiếm cho bố cái xô để sau bố tưới nước mấy cái chậu này. Để mình xem cái con rùa nó có ăn cái gì không. Từ lễ đến giờ. À đây, nó thò đầu ra mọi người này. Đây nó thò đầu ra, nó đang ăn cà chua này. Ấy ấy, nó ăn hết mấy miếng cà chua này mọi người này. Đây mọi người nhìn thấy chưa? Ấy. Đúng là cà chua này món khoái khẩu của nó. Ăn rồi thế là tốt rồi. Vậy là mình đã làm xong xuôi cái lấm tiểu cảnh cho hai con phượng hoàng đất của mình nha mọi người này. Nghe có vẻ là chúng đang rất là lạ lẫm nhưng mà có đôi phần thích thú mọi người ạ. Đây, mấy cái cây của mình để mình mở cho mọi người xem. Vì hôm nay cái trời nắng với lại gió tây đâm ra là nó héo hết lá nhưng mà mình nghĩ là không cần gì đâu. Không chết được đâu. Bây giờ nếu như mà nó còn thưa quá là sau mình sẽ bổ sung thêm. Hiện tại bây giờ là hết sạch tiền mua chậu rồi. Chậu này nó không đắt lắm nhưng mà hôm nay mình không còn tiền. Nếu còn tiền thì mình sẽ mua thêm hai cái chậu nữa, mình để dày nó thêm vào đây, mình sẽ trồng thêm 1, 2, 3 cái cây vớ vẩn mình đánh ở ngoài vệ đê nhà mình về trồng nữa các bạn ạ. Đấy, còn thì hiện tại bây giờ là mới tạm thời xong cái chuồng cho cái con phượng hoàng đất, cho nó ít cây xanh. Còn mấy con bìm bìm này, bây giờ là vào buổi trưa mọi người ạ, thì mình chốt nó vào. Đấy, thì hiện tại bây giờ nó chưa có một cái chậu nào, mình sẽ làm cho nó thêm xem nào, 1 này, 2 này, 3, 4 này, 4 này. Mấy bên kia mình sẽ làm cho nó thêm hai cái nữa là 6 cái chậu nữa. 6 cái chậu thì nó sẽ rơi vào tầm nó khoảng hơn 70.000 tiền chậu. Đấy. Tiền chậu thì chỉ thế thôi, còn thì tiền cây thì mình không phải mua, cây mình đánh ở ngoài ruộng về, mình đánh ngoài vệ đê về nhiều lắm. Độ này mình cũng việc bận, hôm nay là thứ bảy, hôm nay là có mấy cái đám cưới ở làng với lại chiều nay mình phải đi đám cưới xa, đâm ra là mình cũng phải rốt bọn mình bịp này vào. Không phải là gần như là mình thả suốt ngày các bạn ạ. Tức là mình vẫn nói trong các video rồi là khi nào mà mình ở ngoài vườn ấy, mà mình ở khu vực này mình nằm vườn rồi mình chơi với chúng nó thì mình thả thôi. Còn thì chưa đến với lại tối đến là mình vẫn hoàn toàn phải rốt hết các bạn. Phải rốt thì nó mới quen chuồng, quen chỗ mà nó mới quen nhà. Còn mình thả rông suốt là không được đâu. Các bạn cũng đừng nên tự tin quá về những chú chim của mình mà các bạn thả rông suốt là cũng mất thật sự đấy. Bản thân mình là mình khuyên các bạn đó là như vậy, không nên thả tự do quá nhiều. Trưa mà mình phải rốt cho nó theo một cái chu kỳ thành một cái thói quen, tức là trưa mình gọi về mình rốt. Đấy, chiều tối mình phải gọi về mình rốt. Thì nó mới thành thói quen, là sau cứ tự chiều tối là nó đến cái tầm đấy là nó tự nó tìm về mà. Nhiều lần như vậy nó quen là nó tự tìm về. Đấy, bây giờ xong xuôi rồi. Nước lôi thì đây, cái chuồng này của mình các bạn bảo là rải thêm cát vào để cho nó sạch ấy, để cho chim nó khỏi bẩn. Thế nhưng mà mình rất chi là vệ sinh sạch sẽ. Mình làm cho nó cái chân hở này, mọi người nhìn này. Đấy, hở tầm 2 phân này để mình rửa nước ấy. Lúc nào mình rửa, một ngày mình rửa 2-3 lần cơ, đâm ra là sạch lắm. Cái chuồng của mình nó sạch sẽ cực kỳ luôn. Mình thường mình rảnh thì vẫn vào đây chơi với bọn nó mà. Sạch sẽ lắm. Đây, mình toàn dùng nước mình xịt cho nó trôi hết ra ngoài này. Đấy. Còn đây là cái con chim mà nó bị mổ cánh, mình rốt riêng nó ra để cho nó khỏi vết thương, nó gần khỏi rồi. Thì sau mình sẽ rốt chung, mà sau mình sẽ thả chung. Xem đại ca đâu rồi. Đại ca chạy đâu mất rồi? À đây. Đại ca đây mọi người. Đại ca ăn xong, đại ca rúc vào trong vệ này. Nó ăn hết một miếng cà chua to này mọi người. Đây là một miếng con này, nó ăn cắn được mấy miếng này. Còn miếng này thì để nguyên, miếng này sau mình cất đi. Hắn cắn được mấy miếng, còn một miếng to đây nhá. Một miếng này là miếng trên đỉnh này, một miếng to nữa mình cắt nó ra nó ăn hết cái miếng đấy rồi. Còn miếng này nó đang ăn dở, chắc lo đấy, lại nằm này. Nằm nhiều lắm, con này nó ít đi lại lắm, nó nằm là chính. Tha hồ mát.